Ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu gửi các bộ trưởng và các bộ liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối tuần qua, để ổn định nguồn cung xăng dầu, nhiều giải pháp đã được đưa ra để tháo gỡ khó khăn và đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Tại Đà Nẵng, Sở Công Thương khẳng định sự thiếu hụt và gián đoạn kinh doanh xuất hiện tại thành phố trong những ngày qua chỉ xảy ra cục bộ tại một số cửa hàng trong thời gian ngắn. Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 8 trên đường Quang Trung, quận Hải Châu, một trong những cửa hàng ở ngay trung tâm thành phố có lượng khách ra vào đông nhất. Bình quân mỗi ngày cửa hàng cung ứng ra thị trường từ 24 cho đến 26 lít xăng dầu. Số lượng có thể gấp đôi vào thời điểm cuối tuần. Có cái chỗ khác thì mình không biết, nhưng ở đây thì xăng vẫn hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ. Các người tới đổ xăng thì họ vẫn đáp ứng đủ đầy đủ xăng cổ cho dân ở Đà Nẵng mình. Còn đây, cây xăng của công ty PV Oil Đà Nẵng nằm trên đường Cách Mạng tháng 8. Sáng ngày 15 tháng 11, mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Em chưa gặp cái tình trạng cây xăng nào bị gián đoạn hết. Em thấy em đổ xăng thì cây xăng nào cũng có để mà đổ cho em hết. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố hiện có 4 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu. Có 8 kho chứa xăng dầu do 7 doanh nghiệp sở hữu, tổng diện tích gần 30 hectare, sức chứa 160.000 mét khối. 103 cây xăng dầu rải khắp thành phố để phục vụ nhu cầu của người dân. Riêng tổng công ty xăng dầu Petrolimex khu vực 5, đơn vị chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ tại Đà Nẵng, có tổng trữ lượng trong các kho là 77.000 mét khối, trong đó 20.000 mét khối dành cho dự trữ quốc gia, còn lại cung cấp cho 34 cửa hàng bán lẻ thuộc tổng công ty và hàng chục cửa hàng nhượng quyền thương mại. Đến thời điểm này, đơn vị vẫn chủ động đủ nguồn để cung ứng cho thị trường, chưa để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung. Tuy nhiên, đơn vị cũng chỉ cam kết cung cấp đủ đúng kế hoạch cho các cửa hàng bán lẻ trực thuộc và các cửa hàng nhượng quyền. Tuy nhiên thì cũng rất mong là người dân cũng chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp trong những cái bối cảnh mà dự kiến trước giờ điều chỉnh giá, thì khi mà các cơ quan truyền thông người ta thông báo về các dự kiến tăng giá thì có thể áp lực mua hàng sẽ dồn về các cửa hàng rất lớn. Như vậy thì rất mong người dân là chúng ta cũng là bình tĩnh và mua chỉ đủ cái số lượng của mình, và như thế thì sẽ theo một trật tự nhất định. Thì còn Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay đơn vị đã triển khai tuyên truyền pháp luật với hình thức ký cam kết với các đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu, dán thông báo số điện thoại đường dây nóng tại 318 trụ bơm xăng dầu. Trong thời gian tới, Cục tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc chú trọng công tác quản lý địa bàn, tăng cường giám sát kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thì trong thời gian qua thì vấn đề xử lý về thì chưa có, nhưng mà anh em đã cũng có nhắc nhở, rồi cũng làm việc với các đơn vị đầu mối để mà họ cung cấp kịp thời trong cái kinh doanh xăng dầu trên cái địa bàn. Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trong tháng 11, đơn vị đã nhập mua hơn 1,2 triệu mét khối, đảm bảo đủ nguồn cho hệ thống phân phối bán lẻ của tập đoàn trên cả nước. Một trong những vấn đề rất quan trọng đó là các thương nhân đầu mối phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình, đúng sự phân giao của Bộ Công Thương đối với tổng nguồn tối thiểu, đảm bảo vừa đúng tiến độ, đủ số lượng và chất lượng mặt hàng.